Em có nghĩ là hôm nay em sẽ tìm được một nửa cuộc đời của mình không? Em cũng cầu nguyện không biết sao. Làm gì nôn vợ dữ vậy? Tới rồi, muốn vợ quá rồi. Vui đó, cười vậy thoải mái nè. Đó, vậy thoải mái. Yên tâm. Cưới liền được không em? Cưới liền được không kìa? Cưới liền là bao lâu ạ? Nếu là đồng ý em rước em thì Vinh liền à. Hát liền luôn. Rồi nắm tay hát bài tặng cái cô Sung Sung với coi. Mời anh. Thơm quá. Xin mời nhà gái nào. Bà Trinh. Trời ơi, cô bé xinh xắn. Mời bạn trai. Rồi, mời đi em. Mời bạn gái giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Thị Á Tín. Năm nay em 30 tuổi. Em đến từ Bình Định. Em, nghề nghiệp của em là giáo viên mầm non. Hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời em trai. Chào chương trình. Chào Quyền Linh với đầu chị Hồng Vân. Em tên là Vui, quê ở Cần Thơ. Năm nay em 30 tuổi, làm nghề cây khí, sống ở Bình Tân. Đã hết rồi. Bạn gái, cho chúng tôi biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi. Dạ, ưu điểm của em là em rất là vui vẻ, hài hước, nên nhanh bắt chuyện. Em hợp trong đây rồi đó, đây tên Vui đó. Dạ, em có một cái ưu điểm nổi bật nhất là nói nhiều ạ. Sau này lúc đầu là ưu điểm là mình nói chuyện, mình có rất nhiều chuyện để chia sẻ với các bạn. Rồi bên đó là sao? Bên đó ưu điểm là gì, khuyết điểm là gì? Em chỉ là ưu điểm ít nói với Hiền đó. Em có lắng nghe không? Có lắng nghe chị. Như em ghét giả dối với căng thật á. Ủa là sao? Ý là em ghét giả dối nhưng mà hết căng thật đó, như chị con căng thật đó. Chàng ơi. Chị sao run dữ vậy Vui? Tại em hơi hóp. Hồi đêm qua có ngủ không? Qua mất ngủ luôn á. Là tại vì hôm nay tham dự chương trình đó đúng không? Dạ, hôm nay em chương trình này có lo ngọc suy nghĩ cái gì đó, ngủ không được, nằm lát tay chán hoài. Vậy đó hả? Em có nghĩ là hôm nay em sẽ tìm được một nửa cuộc đời của mình không? Em cũng cầu nguyện không biết sao. Làm gì nôn vợ dữ vậy? Tới rồi, muốn vợ quá rồi. Vui đó, cười vậy thoải mái nè. Đó, vậy thoải mái. Yên tâm đi, ở đây có chị Hồng Vân với anh Quyền Linh đó. Bây giờ mình tỉnh rồi đó. Tình yêu của mình sao rồi? Yêu mấy lần rồi? Em chưa có yêu ai hết chị. Trong trắng vậy. Thiệt không vậy? Tại lý do gì? Tại em nói đi làm với ít cũng ít cho lưu với người ta rồi không có quen ai với người. Có ngày đi làm về ở nhà bấm điện thoại chứ làm trong phòng không đi đâu nhá. Sao mà không có tiếp xúc với phụ nữ được? Cái ít gặp lắm, gặp như là mấy người đàn ông với bà phụ nữ không mà, chứ không có như là gái. Gái ít lắm. Vui ví dụ em thấy con gái em có thích, thấy cô rung động gì không? Thấy con gái đẹp mình thấy ước gì mình người ta vợ mình nó trời ơi. Có bao giờ nắm tay phụ nữ chưa? Có hả? Nắm tay ai vậy? Giao tiếp như là cái phụ nữ như là mình giao lưu vậy đó. Có đòi bắt tay. Đòi bắt tay. Trong đầu em á là cái người phụ nữ của em phải như thế nào? Thì chỉ cần như là một dâu hiền hiếu hảo thôi, như là phải đẹp làm sao, phải da phải như thế nào, hay là đẹp với chị được rồi. Đẹp với chị được rồi. Cũng có chút chút. Cũng có chút chút. Tình yêu của em sao này, nói cho anh Linh nghe đi. Dạ, em chào Linh. Dễ thương. Tình trường của em thì em đã trải qua được 2 mối tình rồi ạ. Kết thúc của em là cách đây đã gần 3 năm rồi ạ. Dễ thương lắm Vui. Em nghe nãy giờ anh nói chuyện em cảm giác người đàn ông như thế nào? Em cảm giác như ảnh là người thật thà, hỏi gì nói đó gì anh. Đúng rồi đó. Cái người đó thẳng như ruột ngựa rồi đó. Dạ. Là nữa em hỏi gì nói đó à? Dạ. Em sẽ khai thác triệt để. Triệt để luôn nha. Thì khoảng bao lâu em có thể đồng ý cho bên đàn trai bước tới? Tầm khoảng 1 năm ạ. Cưới liền được không em? Cưới liền được không kìa? Cưới liền là bao lâu ạ? Nếu là đồng ý em rước em thì Vinh liền à. Có sao nói vậy người ơi đó, rước liền luôn. Dạ. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ với lại một người bạn đồng nghiệp ạ. Mình xin kính chào MC Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Mình là mẹ của Ái Tín. Mình thấy anh Vui thì cũng được đó, nhưng mà mình không biết ý bé Tín như thế nào. Chúng mình thấy anh Vui thật thà, cũng cao ráo cũng được. Mẹ nói vậy rồi đã, cảm ơn cô nha. Dạ. Nhưng mà với em á, em thích mẫu người đàn ông thế nào? Cái đầu tiên mà gây ấn tượng với em là một bạn trai cao từ 1m7 trở lên. Được. Chân thành, chung thủy. Gu của em là cao to đen hôi ạ. Cao to đen hôi đủ luôn. Thôi hồi tự em tìm hiểu ha. Hồi tôi không biết nha. Dạ cái đó để em test. Em test ha. Test. Vui đi với ai? Vậy em đi có mình không Linh ơi? Trên đây có bạn bè bà con gì không? Có bạn mà bạn có chị nữa. Ừ, không có bà con đây gì chứ hả? Không. Trời ơi, đây có mọi người ủng hộ em nha. Dạ. Cố gắng lên. Bây giờ anh mở rào cho em nói chuyện với cô gái ái tím bên kia nha. Dạ. Mở rào. Hít hơi thật sâu vô, thoải mái lên nha, đừng có căng thẳng như nãy nha. Đó. Rồi tới luôn. Em đi với anh. Rồi tặng quà. Em chào anh ạ. Nhưng ngày anh gặp em kỷ niệm anh tặng em quà. Dạ em cảm ơn anh ạ. Em cũng có một món quà cũng tặng anh ạ. Dạ. Trả em cái dụng cụ nè, đó em tặng mọi người bài hát hay gì vậy? Rồi, vui đứng gần gần đi nghe đi cho nó tình cảm vui. Dịnh dai rồi coi. Anh ơi một ngày gặp nhau bao nhiêu là bừa. Anh ơi mình đã gặp nhau bao nhiêu là bừa. Có lúc ta hay giận hờn vu vơ. Anh chẳng nói còn em là yêu. Anh ơi mình đã hiểu nhau đến bao nhiêu rồi. Đây là Valentine đầu tiên anh và em có nhau yêu nhau. Sao anh không ở đây bên em lúc này? Đây hoàng hôn ghé thăm nơi góc phố riêng đôi ta. Em mong sao ngày trong qua. Anh ơi lần này yêu anh chỉ có hàng mê mới hiểu lòng em. Anh ơi anh nhớ nắm tay em qua thương đau. Anh ơi mình hãy bên nhau đến suốt cuộc đời. Rồi test luôn cái mùi nè, test luôn cái mùi đi cho tổng hợp cao to đen rồi. Sao em? Để sau đi. Em sẽ test sau. Được không vui? Ok. Rồi, nói chuyện nhau đi nào. Thế anh sao? Dạ, em thấy anh nói là cao. Cao à? Dạ, cao. Cao to. Và sau thì với lại em cảm thấy qua những cái chia sẻ ban đầu của anh á, thì em thấy anh là một người thật thà. Có thật thà. Thật thà, chất phác. Chất phác có. Dạ, có sao nói vậy? Có thật nói vậy, phải rồi. Không có như người ta nói đồng do, không có nói như là ngay thẳng vậy đó. Còn anh thì sao ạ? Anh có cảm nhận như thế nào về em ạ? Em thì không... Ok. Dạ. Em có thể hỏi anh một vài điều được không ạ? Hỏi đi, hỏi đi. Dạ. Em đang lắng tai nghe. Dạ anh ơi, nếu như mà hai mình, em với anh đó mà mình tiến tới mối quan hệ thì mình sẽ ở đâu anh? Mình sẽ về quê hay là mình sẽ sống ở đây ạ? Còn nếu anh thích về quê thì anh về quê ở đây. Em nghĩ đó là ta thích sợ luôn. Ta thích tập nghiệp ở đây luôn ạ. Dạ. Anh chốt hạ giùm em luôn rồi ông mình. Một A. Tức là em có A hoặc là B ok à? Cái đó không? Thì em không tính làm lập nghiệp ở đây mà. Em cũng dễ lắm, ta sống đâu được đâu có nào chỗ nào sống được thì sống à. Anh có điều gì muốn hỏi thêm về em không? Anh hỏi ra em nhiều là em thích nói lắm. Anh tạo điều kiện cho em nói. Anh chỉ thích nghe em nói rồi chứ không. Ủa vậy hả? Thì hỏi tao mới nói chứ, hỏi đi. Dạ. Nói nghe nè, nãy người ta hát rồi, giờ em có hát được cho người ta không? Được chị. Hát liền luôn. Rồi nắm tay hát bài tặng cái coi sung biết coi. Mời anh. Thơm quá. Gõ cửa trái tim quán em đường vàng. Gõ hồn tay tê nắm canh thận rơi. Quên rồi. Nhìn vô mắt của người ta là quên luôn, quên hết. Nút bên kia kìa. Đó. Em bấm trước luôn đây. Thì tùy em à. Rồi bấm luôn rồi đó. 1, 2, 3. Hết thời gian. Em gái không bấm hả? Dạ. Sao vậy? Dạ, em không có ngại việc làm dâu, nhưng mà em nghĩ là nếu như mà mình có ba mẹ mà mình ở ba mẹ ở ngoài quê thì em sẽ thấy có sự lo lắng. Thì em nghĩ là có thể khó có thể mà anh có thể chúng ta cùng chí hướng tiếp tục ở sống ở Sài Gòn được. Sao không được? Được mà. Ở dưới quê á còn 5-6 chị em, 7 người đằng mà. Anh này anh rất là chân tình dễ thương luôn á. Cảm ơn hai em đã tham gia chương trình. Dạ em cảm ơn chị, em cảm ơn anh. Các bạn sẽ tìm được một nửa kia của mình. Cố lên nhà vui nha. Cố lên nha. Ha, đây em đi bên đây. Và như vậy trong số này chúng ta có một cặp không bấm. Do đó là khán giả xem truyền hình có cơ hội nhận được một phần quà là máy nước nóng Sentong nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành đổi mới 5 đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Nếu như các bạn tham gia trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi. Có mẫu hình lý tưởng nào không em trai? Em thích người vui tính giống như nghệ sĩ Ninh Dương Lan Ngọc. Nếu có duyên thì anh hy vọng em cũng cho cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Rồi nếu hợp nhau thì mình tiến tới những cái xa hơn. Tỏi đá cờ nào thì mình cũng ở bên nhau được. Dạ. Nhà gái. Mời đi em. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời đàn gái giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Vân và em chào anh Quyền Linh ạ. Chào em. Em tên là Đỗ Thị Mỹ Hạnh, năm nay em 21 tuổi. Hiện tại em đang là vừa đi học và vừa đi làm ạ, bên mảng tổ chức sự kiện. Nhưng mà bây giờ làm chính hay là học chính? Dạ làm chính để nuôi việc học ạ. Đi làm hay chính quá. Là không? Mời nhà trai. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Vương Anh Tuyến. Em năm nay 27 tuổi, em quê ở Đồng Nai. Hiện tại em đang công tác tại Đồng Nai luôn, là em mà làm bên mảng đo đạc địa chính. Còn Hạnh ở đâu hả? Dạ em cũng ở Đồng Nai. À em ở Đồng Nai luôn hả? Dạ, hỏi đi, hỏi có gần có bà con gì không? Em ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai á, không biết bạn nữ ở bên kia là ở đâu ạ? Em ở Định Quán, Đồng Nai. À Định Quán. Dạ, dạ không xa lắm. Không xa lắm hả? Dạ tại em cũng hay đi đo ở khu vực Định Quán. Em trai em có ưu khuyết điểm gì? Dạ em ưu điểm là làm gì cũng nhanh. Có những thứ không nhanh được nha. À dạ, cái thứ quan trọng đó thì không thể nhanh được. Cái nhanh của em cũng là vừa là ưu điểm mà cũng là vừa là khuyết điểm luôn. Đúng rồi. Còn em nói điểm mạnh điểm yếu. Điểm mạnh của em là tự tin trước đám đông, kỹ tính. Nhưng mà cũng là cái khuyết điểm của em. Tại vì kỹ tính quá thì đâm ra ở với nhiều người cũng hơi khó khăn. Em trai. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Em có một mối tình cách đây 4-5 năm trước. Rồi sao chia tay? Dạ thì thời điểm đó cái việc mà em cần tập trung nhất là gây dựng sự nghiệp. Nên em bắt buộc phải tạm ngưng cái bạn đấy. Bây giờ có sự nghiệp chưa? Giờ gọi là tạm ổn rồi ạ. Tạm ổn rồi ha? Dạ. Thế có thể nếu mà lập gia đình thì có thể lo cho vợ, cho con được chưa? Dạ được rồi. Bây giờ bạn gái đã từng có bồ chưa? Ừ. Dạ rồi ạ. Có rồi luôn hả? Mấy mối tình rồi? Nếu mà chính thức thì là một, còn mà để quen thì là hai. Tại vì người đầu là đang vô dạng là tìm hiểu, còn người thứ hai thì là quyết định gọi là đi lâu dài. Ừ. Nhưng mà vì nhiều lý do mà tụi em phải chia tay. À. Dạ, thì từ đó đi thì em không có quen nữa. Từ đó gì? Mới 21 mà từ đó gì ông? Cũng được 5 rồi. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào hả cô gái? Dạ em thì chỉ muốn một người gọi là trưởng thành, thấu hiểu mình, san sẻ với mình trong những lúc mà khó khăn hoặc là vui buồn gì đó. Em có cái mẫu hình về ngoại hình như thế nào không? Em thì thích người hơi mập mạp một xíu. Đây cũng hơi mập một xíu. Trắng hay đen hay cao hay là như thế nào? Có cần đẹp trai không? Dễ nhìn. Với lại cái quan trọng là nói chuyện mà có duyên. Có duyên dễ bắt. Có duyên là cái quan trọng nhất đối với em. Chứ mà đẹp trai mà vô duyên hồi đầu là mình đã không muốn nói chuyện rồi thì lấy đâu ra tìm hiểu. Sao anh trai em thấy mình được bao nhiêu phần trăm? Em thấy cũng 50-50 quá. Em muốn tìm một người phụ nữ của đời mình như thế nào? Dạ em muốn tìm một bạn gái có chiều cao một xíu, từ mét 55 độ lên. Em mét mấy? Dạ em mét 58. Trời ơi, trời ơi, ta dư tới 3 phân ông ơi. Cái thứ hai nữa là công việc ổn định. Yên tâm anh, em tự lo được cho bản thân mình. Thấy chưa? Còn gì nữa không? Có mẫu hình lý tưởng nào không em trai? Em thích người vui tính giống như nghệ sĩ Ninh Dương Lan Ngọc. Để xem giống Ninh Dương Lan Ngọc không? Thôi, cũng giống vô số biết được chứ bộ. Cũng nét lắm chứ bộ, dễ thương à. Dạ em cảm ơn anh Quyền Linh. Bà mối. Gì? Bên đàn gái tôi thấy xinh đó, nhưng mà hỏi coi chừng nào chịu gả được nè. Thí dụ như bên đàn trai chịu đó, chừng nào bên đó gả được? Lâu ạ. Tại vì bên đây người ta mới có 21 tuổi. Rồi người ta còn phải vừa đi học vừa đi làm. Và người ta là một người rất là tự lập. Người ta không muốn nhờ vợ. Lâu nhưng mà khoảng lâu mới được chứ, ta phải chờ đây ta 27 tuổi rồi đó. Sao bây giờ tính chừng nào lấy chồng nè? Em thì lấy sớm lấy muộn không quan trọng. Quan trọng là người đó hiểu mình và đi cùng với mình lâu dài cơ. Tức là con tim mà đập bạc 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 là lấy luôn đúng không? Dạ. Rồi cưới chồng phải cưới liền tay vậy. Em không thích điều gì đàn ông? Em không thích tính độc tài. Ghê quá vậy, làm gì độc tài? Gia trưởng. Gia trưởng chứ độc tài nghe ghê quá. Tại em từng gặp hai người có gộp tính là độc tài và gia trưởng. Trời ơi. Còn tính nữa là hay nghe lời ba mẹ mà không có cái chứng kiến riêng của mình á. Em hình dung cái người bạn trai bên kia có cái xác suất mà rơi vào cái điều mà em sợ không? Qua giọng nói thì em nghĩ chắc không. Bao nhiêu phần trăm trong cái tưởng tượng của em? Chắc khoảng tầm 70. Qua coi đây thì giờ có nữa. Bên đây hiền khô, dễ đây, thương, có đây. Duyên, trời ơi. Không có nước độc tài đâu. Có duyên. Em có độc tài không? Dạ không. Em có gia trưởng không? Dạ không. Em có nghe lời ba mẹ không? Tất nhiên là có. Nhưng đúng rồi, mà phải nghe chứ em mà nói em không nghe một cái đi để chị suối là bà bỏ em liền á. Ha cưng ha, phải nghe lời ba mẹ. Nhưng mà là phải có chính kiến riêng của mình chứ không phải cái gì cũng răm rắp nghe theo ạ. Chính kiến riêng mà phải đúng trong vấn đề gọi là hôn nhân, quan hệ gia đình đúng không nè? Dạ vâng ạ. Em hình dung cái cô bạn bên đây sao? Bao nhiêu phần trăm mà theo như là em mong muốn? Trước khi gặp mặt thì em hình dung về tính cách thì khoảng tầm 70-80% là em mong muốn. Bây giờ để thử hỏi người nhà em coi mấy chục phần trăm ha. Em đi với ai? Dạ em đi với bạn của em. Em thì em thấy cũng bạn này cũng ok. Nếu mà hai bạn này mà nhấn nút với nhau thì sẽ là một cặp đôi hạnh phúc không? Chắc chắn sẽ hạnh phúc. Còn em đi với ai? Dạ em đi với mẹ và chị gái. Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và chào hai MC. Chào con trai. Con chào bác. Như con trai thì nghề nghiệp ổn định mà tuổi tác thì cũng cân xứng. Nói chung là hơn mấy tuổi như vậy là cũng tốt rồi. Ok rồi. Bây giờ để cho hai trẻ gặp nhau đi. Mớn lao đi. Tấn công liền. Xin chào anh. Dạ em cảm ơn. Dạ em có món quà tặng anh. Dạ em cảm ơn. Dạ em tặng cây xương rồng là để tại vì là nó sống ở nơi khô khan nhưng mà nó vẫn xanh tươi vẫn đẹp. Cảm ơn. Có gì giờ thấy là anh trai nó hơi bị bối rối chút xíu đó. Giao lưu văn nghệ cho nó quên đi cái sự bối rối đi. Anh muốn em trước hay là anh trước? Ơi anh Nam để anh chủ động trước đi. Dạ. Có trời ơi vô liền. Thì anh cũng chỉ thuộc một số câu hát ở trong một bài hát thôi thì thuộc nhiều hát nhiều nha. Dạ vâng ạ. Người tuyệt vời nhất là em chính em, chẳng ai khác ngoài em, là lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất. Thôi được rồi. Em cũng cảm ơn anh. Em thì hát không hay nhưng mà có biết chút chút về nhảy. Cho xin mấy music. Nhảy theo bạn trai, nhảy theo. Dạ rồi, tại em vậy ha. Hết ngang ngược vậy. Rồi ok, ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu nói chuyện nào. Em cảm nhận như thế nào vậy anh? Nếu mà ấy thì gặp nhau lần đầu thì em chỉ dám nhận xét là nói chuyện anh hơi ngại nhưng mà lời nói thì là chân thật. Em cảm giác là chân thật. Còn bây giờ anh nói cảm nghĩ về em đi. Đầu tiên là đập vào mắt là xinh xắn, dễ thương. Và cái thứ hai là cá tính. Nếu mà ví dụ mà có duyên thì hy vọng là có gì nương tay với anh đấy. Tại vì anh cũng hiền. Bảo em nương tay là ý là không được đánh anh nữa hả? Không, cái này thì không có. Tại em nóng theo cái kiểu là em bực, em cọc rồi em tự bỏ đi ra ngoài. chứ em sẽ không ở lại gây gỗ với người ta. Vậy thì cũng giống anh là nóng là anh bỏ đi chứ anh bỏ đi. Vậy là hai đứa đi luôn đó anh. Nếu có hẹn hò thì hẹn hò sau ngày đầu tiên gặp ở đâu gì đó. Thì không biết là em ở trên... Hiện tại thì em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Cuối tuần thường thường vào tối thứ bảy chủ nhật em có rảnh không? Cũng tùy anh, tại vì cái nghề của em, ví dụ như có ngày thì em đi quay mấy ngày liên tục làm như chương trình mà, nên phải đi trượt show này kia. Công việc của anh thì nó, nếu mà một khi đã vào việc thì cũng rất là bận, nhưng mà sẽ có những khoảng trong tháng, tức là ví dụ một tháng 30 ngày thì sẽ rảnh được khoảng 10 đến 15 ngày là tối đa là 15, còn không sẽ rảnh được khoảng 10 ngày. Dạ, là rảnh hoàn toàn luôn. Còn lại nếu mà đã bận là trong 20 ngày kia là gần như là không có thời gian. Dạ. Từ sáng đến tối đây vì cái này chắc có lẽ nếu ví dụ mình có duyên để đi với nhau xa hơn thì mình sẽ có thời gian để trao đổi về thời gian rảnh thì mình sẽ gặp được nhau. Còn vấn đề đi xa thì anh không có ngại. Cho dù em ở đâu đi chăng nữa thì anh cũng đi được hết. Nếu có duyên thì anh hy vọng em cũng cho cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Rồi nếu hợp nhau thì mình tiến tới nhau, tiến tới những cái xa hơn. Tỏi đá cờ nào thì mình cũng ở bên nhau được. Dạ. Thì cái vấn đề mà tìm hiểu nhau á chắc chắn là phải có rồi. Tại vì nói là không ngại vấn đề cưới sớm hay cưới muộn, nhưng mà em muốn trước khi bước vào cuộc hôn nhân thì nó là một cái gì đó nó khác với tình yêu. Nó sẽ phải lo nhiều thứ nhiều hơn, như là gia đình hai bên, con cái, cuộc sống của hai người đi mãi về sau này, chứ không phải là yêu chơi một ngày hai. Nên là về kỹ, thà bước chậm nhưng mà còn đỡ hơn bước nhanh mà bị hụt. Rồi, hết thời gian. Sau thời gian giao lưu âm nhạc, giao lưu những cái câu chuyện trong cuộc sống và có thể hiểu nhau, tiến tới xa hơn, mình quyết định bằng trái tim của mình nha. Chuẩn bị 3, 2, 1. Wow, bấm nút rồi đó. Chúc mừng hai đứa. Bạn gái còn rất trẻ nhưng bạn phải nói cũng rất là bản lĩnh ha. Chàng trai thì hơi ngại ngùng nhưng sao có bạn gái kế bên mày yên tâm đi. Đây bên tay ông cứng ngắc này. Thấy chưa, cứng. Dạ, em làm cho nó mềm đi. Nắm lại đi cho nó mềm đây nào. Đây. Đó, trời ơi. Hãy hứa điều gì đi, có mẹ của bạn gái. Bác cho cháu xin phép được tìm hiểu em. Nếu mà có dịp, có duyên thì con sẽ thường xuyên ghé nhà bác chơi để cả bác gần như là liên tục. Cô thấy là cùng quê là cô vui rồi đó. Dạ, cùng quê là vui rồi. Hồi nãy là nhìn lên trái tim mà thấy nó đỏ hết là rất là buồn. Em có thể đi đo tất cả mọi cái miếng đất trên khắp mọi địa đất nước này, nhưng quan trọng vẫn là đo trái tim của bạn gái. Em có thích những cái lời lẽ ngôn tình không? Dạ không. Vậy hả? Đôi khi hành động nó phải đi chung với ngôn tình. Dạ, em thích hành động hơn. Hãy hôn nụ hôn đầu tiên để có thể cảm nhận được dấu ấn của chúng ta trong ngày hôm nay. Hôn má đi nào. Thôi em nhắm mắt lại đi anh. Trời, tự tin. Tại em mở mắt ra anh nhúng hôn. Thôi. Được không, được không, được không? Dạ rồi. Chuyện này dữ hơn nữa. Dữ hơn nữa. Tìm hiểu nhau thật kỹ nha. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ nhận được tin vui của các bạn. Mà thứ hai nữa là em thích coi đàn ông mà chỗ nào kín kín cơ. Cái sáng khó lắm anh. Coi chỗ kín hả? Thôi về bữa nào đi. Rồi gì nữa? Trong tình yêu thì phải chân thành với chung thủy. Chắc chắn rồi, tại vì đâu yêu ai bao giờ đâu biết. Bây giờ yêu một, nếu có gặp em một mình em thôi. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai ngồi. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt ở đây rồi ha. Cách nhau một cái hàng rào thôi, nhưng mà mình giới thiệu lớn lên cho mọi người cùng nghe luôn. Mời em trai. Lời đầu tiên cho em xin phép chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào chị Hồng Vân, chào cùng bạn nữ bên rào và toàn thể quý vị khán giả đang xem truyền hình. Em tên là Lê Văn Mạnh, em năm nay 36 tuổi, Em quê ở Nghệ An, hiện em đang làm việc và sinh sống tại Đồng Nai. Em làm công nhân bên cơ khí ạ. Hình như em mạnh nhưng mà giờ hơi yếu đúng không? Đúng là em tên Mạnh nhưng mà nói chung là em cũng đang làm hơi yếu. Rồi, thoải mái lên nha, thoải mái lên. Rồi, còn em nè. Dạ, em trước tiên em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh. Chào em. Dạ, chào anh trai bên cạnh. Dạ, xin chào toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình. Em tên là Lê Thị Thu Lan. Năm nay em 28 tuổi. Em hiện tại đang làm lực lượng dân quân thường trực của xã và kinh doanh online các mặt hàng về thảo dược thiên nhiên. Em đến từ Trảng Bom, Đồng Nai. Em bây giờ chào Thiệu theo kiểu mà dân quân tự vệ mình chào sao? Chào thì giờ là chào, dạ, quyết rồi. Dạ. Bạn trai ơi, thấy người ta ở bên đây người ta rất là xúc tích nè, rất là mạnh mẽ không? Dạ vâng. Thôi Mạnh, điểm yếu và điểm mạnh của em là cái gì Mạnh? Dạ em về điểm mạnh của em là em người rất thật thà. Em biết lắng nghe, quan tâm và chia sẻ. Biết nấu ăn và không hút thuốc. Còn điểm yếu của em thì em cũng hơi ít nói. Với em thẳng tính, với tính em cũng hay cằn nể. Rồi, bên đàn gái. Về ưu điểm của em á thì em rất là hài hước, vui vẻ, tự lập. Và những công việc của đàn ông hay phụ nữ thì em đều làm được hết. Rồi, em có cái biệt tài gì không? Em thì có hay bói toán. Em là gọi là có duyên thôi. Chứ em cũng nói thiệt mình làm nhà nước mà thực sự là em cũng là đảng viên. Nếu mà mình nói ra thì người ta lại là nói kêu mê tín dị đoan. Nhưng mà em thì nhiều khi cái linh cảm em nó tốt hơn người khác. Nhiều khi em đoán cái sự việc thì nó hay chính xác. Và cả con người cũng vậy. Cho nên người ta cứ hay thích tìm đến em và nhờ em tư vấn hoặc là xem ví dụ như vậy đó. Chị coi em anh khỏe em ơi. Dạ. Chị sống thọ không hay là chị giàu không? Chị giàu không em? Đây là thiên cơ bất khả lộ nha. Nhưng mà em lộ chị cái đường sống của chị nha. Chị sống rất là thọ. Con người chị là có quý nhân phù trợ. Tại vì cái tâm chị rất là tốt. Dạ đây là em chỉ tiết lộ cho chị về cái phần về đường sinh bệnh của chị thôi nhá. Coi dùm chị có chuyện nào chị đẻ em. Anh ơi cho anh. Bây giờ là rất có thọ rồi nha. Tôi nói cho ông biết nha. Coi dùm anh được không? Thứ nhất là người nào có duyên với em mới coi được. Mà thứ hai nữa là em thích coi đàn ông một chỗ nào kín kín cơ. Cái sáng khó lắm anh. Coi chỗ kín hả? Thôi về bữa nào đi. Rảnh đi coi. Em, em có mấy mối tình rồi? Để em nói thật luôn. Vâng, ngày xưa á là em đi học em cũng say nắng đứa đỡ hai anh. Nhưng mà em không vượt qua được chính mình. Là sao? Tại vì kêu yêu đương mù quáng. Cái em tập trung đi học với đi làm thì tính em hiện như con trai mạnh mẽ nữa. Cái xong vô trong môi trường toàn là con trai không. Cái cuối cùng ra em ế từ đó giờ luôn anh. Tức là em chưa có mối tình nào. Dạ hả? Không ai làm em rung động được. Biết đâu nay anh Mạnh anh sẽ làm rung động. Dạ thì sao? Em cũng rất là mong là anh ở bên cạnh là có thể chinh phục được em rung động ạ. Anh mạnh lắm á nha. Dạ. Em có bao giờ em nằm mơ em thấy hung một chàng trai nào đó chưa? Dạ. Em thì ít khi nào mộng mấy cái đó lắm. Tại vì em nói thật em tâm sự luôn. Tại vì em ở trong môi trường quân sự á. Mấy em nó nằm nó phơi đấy hết rồi. Có cái gì đẹp đẽ thì xấu là em biết hết trơn, không cảm xúc. Một hồi anh sẽ bắt Mạnh phơi luôn thử coi có cảm xúc không. Em dạ. Giới tính em có rõ ràng không? Dạ em khẳng định là em là mạnh mẽ tính nam. Nhưng mà em lại rất thích đàn ông. Có bao nào giờ em thấy nữ phơi ra rồi em thích không? Không, em không thích phụ nữ phơi. Em rất là thích trai đẹp. Ủa sao trai đẹp phơi quá trời mà em cũng không có. Tại vì nó khép lại, em vừa nhìn cái nó khép lại nó không cho em xem. Đừng khép nha Mạnh. Phơi luôn nha Mạnh nha. Em đang nói là trái tim. Ok dạ. Bây giờ Mạnh là em có mấy mối tình rồi? Em mối tình chính thức thì một mối tình cũng kéo dài được hơn 4 năm. Chia tay cách đây khoảng hơn 5 năm rồi. Nhưng mà lý do gì mối tình cũng dài sao chia tay? Em cũng có quen rồi, xong em có hơn 1 năm thì em hỏi cưới. Nhưng mà bạn gái chưa muốn lấy chồng cứ bảo là cứ chờ 1 năm nữa. Xong cứ 1 năm nữa em lại chờ cứ vậy á. Hai đứa thấy không tiến tới xong em cũng chia tay. Thôi bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em diễn tả coi. Em thì muốn tìm một bạn nữ cao khoảng 1m52 đổ lên, tóc dài, không nhuộm tóc loè loẹt, không xăm hình. Giống chị Hồng Vân được không? Dạ chị. Ôi trời em. Giống chị Hồng Vân thì quá tuyệt vời đây. Ôi sao thấy nó không vô đầu ta. Rồi bây giờ nói về tính cách thôi, coi có vô được miếng nào hay không nè. Biết quan tâm chia sẻ. Biết quan tâm chia sẻ, chắc tôi nghĩ là có. Họ làm cái ngành nghề đó là chắc chắn họ phải là người biết quan tâm chia sẻ rồi. Rồi gì nữa? Trong tình yêu thì phải chân thành với chung thủy. Chắc chắn rồi, tại vì đâu yêu ai bao giờ đâu biết. Giờ yêu một, nếu có gặp em một mình em thôi. Vâng, biết kính trên nhường dưới. Có kính trên nhường dưới không? Dạ có ạ. Có đúng không? Hai cái kia là chị tự trả lời thay em mà có không? Dạ có. Có luôn đúng không? Dạ. Vậy là ba cái rồi. Nói chung là tính cách là đầy đủ hết những cái gì em muốn. Rồi bây giờ hỏi em nè, dạ. Em muốn cái người đàn ông của mình như thế nào? Dạ, bố em dặn rồi là phải là đàn ông. Đúng, rồi phải dạ. Là đàn ông. Em có là đàn ông không? Dạ, chắc chắn là đàn ông rồi chị. Ok, dạ. Đàn ông. Về ngoại hình thì nếu mà cao được 1m65 trở lên á thì tốt. Dạ, em 1m62 chị ơi. 1m62. Ông ngoại hình thì cũng không quá là quan trọng là mập hay là gầy, mà vừa thì tốt hơn. Dạ. Còn về tính cách thì đầu tiên là phải điềm đạm. Chị thấy điềm đạm đó. Tự lập. Dạ, em có tự lập. Đặc biệt là không có được chấp vặt những cái chuyện vặt vãnh. Không có đâu em ơi. Không có đâu em ơi. Dạ. Và đặc biệt á, là phải chung thủy. Rồi, anh rất là chung thủy. Đây là lời nói. Quan trọng là sự chứng minh. Bạn cũng yêu cầu em phải chung thủy đó. Và người đàn ông là phải cầu tiến. Tôi thấy là hai bạn này ở cái phần về tính cách á, là rất là tương thích luôn á. Tương thích thì cũng không nhiều lắm, nhưng mà bổ trợ cho nhau á. Chỉ có cái ngoại hình là hai người là ước ao về nhau thì tôi thấy là nó không có cầu được ước thấy đó. Nói chung là ngoại hình thì mình đề ra vậy thôi, nhưng mà quan trọng là cái tâm hồn chị. Đó, thành ra thôi bây giờ hỏi người thân đi ha. Người thân đi, em đi với ai vậy? Dạ em đi với bác gái, em gái và cháu. Xin chào, em xin Quyền Linh và Hồng Vân dễ thương. Nhận xét về bên đằng trai như thế này thì cũng thấy cháu trai này thì cũng hiền lành và cũng chân thật. Trong cái chương trình này thì muốn là nhờ ông Mai bà Mối làm sao mát tay để cho hai cháu có cơ hội để hẹn hò và tiến tới xa hơn. Bố cháu đã ra chỉ thị cho nó là cho cháu là phải 30 tuổi là phải lấy chồng. Rồi, cảm ơn đàn trai, đàn gái. Hôm nay em có đi với bạn thân em ạ. Xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, quý vị khán giả. Về bạn gái thì ngoại hình như thế là ok. Nhưng mà quan trọng là hai bạn đến đây thì cho nhau một cái cơ hội mà mình làm quen. Và có thể tiến đến thì tốt, và không tiến được thì mình cũng có thể làm bạn với nhau. Dạ, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ mình kéo rào nha, để hai bên gặp mặt. Mở rào. Không gian này là của hai bạn đó. Bắt đầu đi. Dạ, em chào anh. Đến chương trình anh có bó hoa tặng em. Đây là bó hoa anh gói 9 bông tặng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Và đây là một cái viết anh muốn nếu mà có duyên với nhau thì sẽ viết tiếp những cái chặng đường còn lại của chúng mình ạ. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Và em cũng có món quà tặng cho anh. Dạ, đây cái cây đèn song tinh dầu. Và khi anh làm về thì anh đốt cái đèn này lên thì có hương thơm rất là dịu mát và làm cho anh có một cái không có giấc ngủ rất là tốt. Dạ. Bây giờ hai bạn ngồi đối diện nhau nè, rồi tâm sự với nhau đi. Lần đầu tiên gặp anh em thấy thế nào? Có xem bói được anh không? Nghe giọng nói của anh thì em thấy anh là rất là người đàn ông điềm đạm mà chắc là ít nói. Sau khi nhìn mặt anh thì em thấy là anh ưa nhìn và có thiện cảm, thân thiện. Cảm ơn em. Còn anh thấy em thế nào ạ? Em rất dễ thương, xinh gái. Em xin cảm ơn anh. Thế em quan niệm thế nào về tình yêu, hôn nhân với gia đình? Dạ, đối với em á, là tình yêu hôn nhân thì phải có sự đồng ý, chấp thuận và yêu quý của hai bên gia đình. Và đặc biệt á, là trong quá trình tìm hiểu nhau á, thì em rất mong muốn á, là mình á, ví dụ như có những cái quan điểm, có những cái nhận thức hoặc là có những cái gì mà không hiểu nhau á, thì mình phải tự giải quyết, chứ đừng có đem người ngoài gây áp lực hoặc là gia đình mình để gây một cái áp lực cho mình. Anh cũng đồng ý quan điểm với em, với là anh cũng muốn trong tình yêu với hôn nhân gia đình thì thứ nhất là mình phải chân thành, với là phải chung thủy, thứ ba là phải biết nhẫn nhịn, với là chịu đựng được những cái điểm không tốt giữa anh hoặc là giữa em. Còn thì em cũng nói thật sự á, em là rất là thích đàn ông. Em là rất là thích đàn ông. Nhưng mà tính cách em là rất giống con trai luôn. Có nghĩa là nếu không thích gì thì cứ nói thẳng, chứ vòng vo là em không hiểu. Nãy giờ chị nghe thì chị thấy một cái điều như thế này. Sở dĩ tại sao mà bạn này cho tới bây giờ bạn chưa có người yêu là bởi vì bạn tự lo cho bản thân bạn được, bạn làm tất cả mọi thứ. Thành ra từ nãy giờ là bạn ấy chỉ muốn một cái điều là bạn muốn bộc lộ cái điều đó ra để cho em hiểu là nếu như chúng ta có tìm hiểu nhau mà em thấy được cái con người của bạn là như vậy thì em có ngại hay không? Là bạn ấy sẽ làm tất cả mọi thứ mà anh này không cần làm gì hết á. Ý là như vậy đó. Vậy là quá khỏe rồi chị Vân. Quá khỏe luôn á. Cho nên ý nói là anh làm sao cho cái tâm hồn em nó được thoải mái thôi và cảm thấy mình sống giống như người phụ nữ mới gọi là bị chinh phục ra. Đúng đó. Em quên câu hỏi này, em cũng chưa hỏi anh đó. Em từ nhỏ em rất là có trách nhiệm gia đình, nhiều khi em rất là bỏ nhiều thời gian về cho nhà ngoại thì anh thấy có được không? Quan trọng là bên nội bên ngoại cũng phải bằng nhau. Nếu mà mình có tiến tới với nhau, đúng là hai vợ chồng á, thì năm nay anh ăn Tết nhà nội thì sang năm ăn Tết nhà ngoại, rất là bình thường, không có gì hết. Nhưng mà anh là anh gốc ở đây hay là anh? Anh là quê ở Nghệ An, anh vào trong này lập nghiệp trong này, nhưng mà anh cũng mua đất ở Quảng Biên, cũng gần nhà em. Có đất rồi, chắc ở đây rồi. Bây giờ thì mình giao lưu văn nghệ chút cho nó vui đi. Dạ, vậy đến chương trình em xin tặng bạn nữ với anh chị với Quý Vân Giả một bài hát về về xứ nghệ của em. Em có về xứ nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió, về đó rồi em thương nhiều hơn nữa, bởi nơi anh thắm đượm tình quê. Em có về xứ nghệ với anh không? Có dòng sông tuổi thơ anh lặn lội, câu dân ca bật nguồn từ đồng ruộng, để ai xa luôn vẫn nhớ về quê. Nặng nghĩa ân tình câu vì dằm người ơi, về đi em về với quê anh, nước biếc non xanh đường quanh quanh xứ nghệ, về bên anh nghe lời thương của mẹ. Em làm du xứ nghệ nò ham kệ giàu sang, dù một nắng hai sương nhưng ấm bao tình nghĩa, rằng gừng cay muối mặn tiếng nói nọ giống ai, giữa đàn nói yêu em lời yêu thương còn mãi. Em thương theo anh về xứ nghệ cùng anh, em thương thì theo anh về xứ nghệ cùng anh. Dạ xin cảm ơn anh ạ. Em cũng hát thì không hay nhưng mà em cũng cố gắng tặng cho một bài ạ. Bài em cũng rất là hy vọng là em sẽ nợ ai đó cả thế giới. Vẫn biết anh đang kề bên, mà trong lòng sao cứ nhớ mong nhiều thêm. Trái tim em vừa nghe thật êm những rung động, trong lòng em còn vẹn nguyên bối rối, giống như khi đôi ta quen nhau lúc đầu. Và em muốn từ đây thời gian ngưng mãi, để em đây được yêu mãi người, đừng rời xa em nhé người. Nợ một ai vòng tay người ôm em mãi, nợ một ai bàn chân đi bên em phố buồn vui, nợ nhành hoa người treo nơi ban công, em nợ những tiếng cười, nợ lúc anh quan tâm về em, nợ anh yêu tình yêu đầu tiên như thế, nợ anh yêu từng đêm luôn mong tin nhắn từ em, nợ ai đó mang đến em yêu thương đông đầy thế giới này, và giúp em thêm tin vào em nợ anh. Trời ơi dễ thương quá à. Hay quá. Thôi bấm từ rồi đó Linh ơi. Thực chất á, hai bạn đều có cái duyên ngầm rất là dễ thương. Còn em á, cũng bộc trực rồi thoải mái. Và chắc chắn em sẽ tạo nên niềm vui trong cái gia đình nhỏ này. Còn bạn này sẽ chịu tất cả mọi thứ, có thể những cái áp lực, bạn vẫn bình tĩnh như thế. Anh nghĩ là đây là một cái đôi mà có thể bổ trợ cho nhau giống như lúc đầu anh nói. Đây, bây giờ thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ đến giờ phút phải quyết định. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Nhắm mắt lại kiểm tra xem nửa mảnh ghép này có thể cùng chúng ta ghép lại một đôi hay không. Từ con tim mình quyết định. 3, 2, 1. Cùng một lúc. Trời ơi, hòa nhịp quá. Cái tim hòa nhịp quá rồi. Đấy, lúc này có thể nắm tay nhau. Anh nghĩ rằng bạn gái sẽ chủ động trong cái cuộc tình này đi. Mặc dù là yêu rồi nha, nhưng mà hồi hộp hơn bạn này. Bạn này tại vì khép lại thôi. Không khép lại không nha. Không khép nha. Hứa đi, hứa với bạn ấy đi, nói đi anh sẽ không khép. Anh hứa với em là không khép. Bây giờ nè, nụ hôn đầu tiên. Cháu xin phép cô Xin phép em nha. Không sao cho rung á. Em đang rung từ để em rung anh, em rung đó. Thôi cố gắng tìm hiểu nhau, anh thấy rằng cặp này dễ thương đó. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc nha. Bao nhiêu góc cưng? Dạ 2 cong khoảng 400 góc. Ngồi bên đó tôi nghe mùi mít luôn á. Mít của em chắc là mít giống như mít Thái hả? Dạ mít Thái. Mấy người ăn mít là cái thân nó cũng giống như mít luôn vậy đó. Nhỏ em kêu bằng bé, còn lớn hơn em kêu bé bự. Ví dụ em bên đây em kêu bé bự được nè. Gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Quê hương tôi chính con sông Cù Long, dân quê tôi sống quanh năm bên ruộng đồng. Từ nghìn xưa cây lúa nuôi dân ta lên. Trời ơi, trời ơi, cá tính không? Dễ sợ chưa? Rồi, chào hai bạn. Vâng. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ vâng, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và em chào tất cả mọi người. Em chào luôn anh nam kế bên. Em tên là Phạm Thị Kim Chi, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại quê em là Tây Ninh. Em đang làm quản lý chất lượng tại công ty QE Việt Nam. Rồi. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân, chào em, quý vị khán giả và chào bạn gái bên kia. Em tên Huỳnh Tài Phúc, 27 tuổi. Em đang làm nhân viên an ninh ngân hàng, quê ở Tiền Giang. Em làm việc ở đâu? Dạ em làm việc ở Tiền Giang luôn chị. Tiền Giang là huyện nào? Dạ ở thị xã Cai Lậy. Thị xã Cai Lậy. Cũng cách trở xa chút xíu nha. Em có ngại yêu xa không? Dạ với em thì em cũng không ngại yêu xa. Tại vì nào giờ thì em thực sự là em chưa yêu ai bao giờ, nên em cũng không biết là xa gần như thế nào. Chưa có mối tình nào luôn hả em gái? Dạ đúng rồi, em chưa có mối tình nào hết. Trời ơi, em có điểm mạnh điểm yếu thế nào? Dạ thôi thì em nói về điểm yếu trước đi. Em thì em cũng không có ngăn nắp lắm. Em cũng hay quên nữa. Em thì em chỉ làm duy nhất được một việc thôi, chứ em không thể làm nhiều lúc cùng một lúc nhiều việc được, đúng không? Cũng giống như việc quan tâm một ai đó thì em chỉ quan tâm được một người thôi. Rồi còn điểm mạnh của em? Điểm mạnh của em thì em cũng rất hòa đồng. Em hay chọc cười mọi người. Với lại là em cũng biết nấu nướng, nấu ăn. Chị cảm giác là em tương đối chững chạc so với lứa tuổi đó. Em thì mọi người có cái cách nhìn nhận nó khác, nó ngược lại. Có nghĩa là em hơi trẻ con xíu. Chắc là do em hồi hộp quá, em chưa bộc lộ con người của em. Vậy đó hả? Thật, con người thật của em. Bây giờ thì mình sẽ lắng nghe cái điểm mạnh điểm yếu của chàng trai nè. Dạ điểm mạnh của em là thích giúp đỡ người khác, vui vẻ, hòa đồng, nhanh nhẹn. Dạ có chí hướng làm ăn mà giờ nói chung thì em thì không có giữ được tiền. Giờ phải kiếm một bạn nữ về giữ tiền. Trời ơi khỏe, có bằng kia đó coi ha. Rồi điểm yếu là gì? Dạ điểm yếu của em là tính hay quên, có nhậu. Nhậu nhiều không? Dạ nhậu khoảng 6-7 lon. 6-7 lon thì tính ra nó cũng hơi nhiều quá. Anh nhậu có thường xuyên không anh? Cũng đôi khi các bạn mới nhậu thôi. Một tuần anh có bạn mấy buổi anh ơi? Dạ, đôi khi 2 tuần mới có ngày. Tao lo làm ăn mà 2-3 tuần mới có ngày không sao đâu. Mà 6 bê lon là chuyện nhỏ mà. Chừng nào mà uống chừng hơn chục thì mới là dữ ha. Ủa nhà em có trồng trái mít này hả? Dạ nhà em khoảng 2 cong. 2 cong hả? Trồng mít không hả? Bao nhiêu gốc cưng? Dạ 2 cong khoảng 400 gốc. Ngồi bên đó tôi nghe mùi mít luôn á. Mít của em chắc là mít giống như mít Thái hả? Dạ mít Thái. Mít anh Linh thích ăn mít lắm. Ngon, mít ngon lắm. Mấy người ăn mít là cái thân nó cũng giống như mít luôn vậy đó. Nãy bên kia anh nghe là chưa có mối tình nào hết trơn á. Dạ. Ha, còn gọi là trinh trắng luôn á. Thân em vừa trắng lại vừa tròn. Đấy. Còn em trai em có mấy mối tình rồi? Dạ em giống như bạn thì chưa có mối tình nào mà có một mối tình đơn phương. Thời em học trung cấp. Có nghĩa là bây giờ bạn cũng là trinh nguyên luôn. Đúng rồi. Bạn bên đây cũng nguyên trinh luôn. Đúng rồi. Đó. Em nè, em có cái mẫu hình bạn gái như thế nào không? Mẫu hình của bạn gái của em người phụ nữ của gia đình, biết quan tâm, lo lắng và chia sẻ. Còn về ngoại hình thì sao? Dạ ngoại hình thì tròn tròn xíu. Em thích tròn tròn. Rồi sao nữa? Dạ cao từ 1m55 trở lên. Rồi có tròn, có 1m55 đổ lên. Có mắt kiến tốt, tại vì em cũng đeo mắt kiến. Hình như là em cầu được ước thấy đó. Để chị hỏi cảm xúc của bạn này. Em ơi. Dạ. Bạn nói cũng chưa yêu bao giờ luôn á. Em cảm giác em sao? Mặc dù là em chưa có bạn trai nhưng mà em thấy là em cảm nhận là em thấy hình như là tính em nó hơi bạo á. Tại bình thường thì em thích gọi con trai là bé, em xưng chị gọi bé. Cái đó là đối với những bạn nhỏ hơn thôi, còn lớn hơn thì em chưa có thử điều đó đâu. Nhỏ hơn em kêu bằng bé, còn lớn hơn em kêu bé bự. Ví dụ bên đây em kêu bé bự được nè. Để qua tôi coi bé bên kia thế nào đây. À, chào bé. Dạ vâng. Kêu bé bự cũng được, bên đây cũng tròn tròn dễ thương lắm. Ủa bên kia cũng bé bự hả anh? Cũng bé bự luôn. Tại em thì thuộc kiểu dạng là em cũng dư mỡ rồi, nên em cũng không có thích bạn trai mình mập lắm. Trời ơi, không mập lắm, vừa thôi, thấy không? Ừ. Chắc như hột mít vậy đó. Chắc hả anh? Ừ, chắc lắm ha. Dạ. Còn em tưởng tượng một cái người yêu lý tưởng thế nào? Em thì em nghĩ là người yêu của em cũng khoảng tầm 1m7 trở lên. Nếu mà tốt nhất á thì to bự khỏe khoắn thôi, nhưng mà em không có thích mập. Mày không mập lắm đâu, này cũng cỡ anh thôi. Cỡ anh là đẹp rồi. Phải không? Dạ, đúng rồi, em cũng thấy anh đẹp lắm á. Hay quá vậy ta, cũng đẹp lắm á. Em cũng thường đi tán trai lắm á, nhưng mà chỉ tán thôi à. Được, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân rồi sao nha. Con gái đi với ai? Hồi sáng thì em với má em cũng đã chuẩn bị hết rồi. Nhưng mà có gì đột xuất nên má em không có đi được. Về thông báo với má sao ha. Dạ, nhưng mà trước khi là má cho đi lên đây thì má có nói phải dẫn về, má mới cho về. Chẳng những dẫn về mà còn dắt thêm trái mít về nữa. Má ra chỉ thị rõ ràng vậy đó. Hôm nay anh có dắt theo mít luôn hả anh? Có mít. Em trai đi với ai? Dạ em đi với bác em. Chào Quyền Linh và Hồng Vân. Nói chung là Phúc nó hiền lắm. Nếu hai đứa mà thấy hợp ý nhau thì mẹ nó thì cũng trông có dâu dữ lắm. Hai đứa cố gắng đi đặng mà tới với nhau. Thằng gái thì cũng tương đối. Hai đứa thì nó dò ý đi rồi là mình mới biết được. Chứ giờ mình chưa có biết được. Để dò ý hai đứa đi ha. Rồi cảm ơn bác. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt. Chuẩn bị tinh thần, tấn công tới tấp. Anh có món quà tặng em? Dạ em cảm ơn anh, em cũng rất thích hoa. Mít là ve qua đây thôi, khỏi trao đó, ve qua đó. Em tặng anh đặc sản của em, Tây Ninh, bánh tráng với muối tôm. Thì em mong rằng anh có thưởng thức nó thì cũng nhớ là Tây Ninh, cũng sẵn tiện nhớ tới em nha. Rồi cảm ơn em. Cái quà này là cái quà quê hương của anh thì em dùng nó có ngon thì nói anh ship lên cho em nữa. Anh ship lên cho em nữa hả? Anh ship trái thôi hả? Anh có ship gì đúng không? Ship luôn người thay người. Dạ vậy được á anh. Em sang lại tặng bông hướng dương. Em thích hướng dương với em tặng 11 bông hướng dương này là cũng ý nghĩa là một đời một kiếp mãi yêu em. Dạ 11 đó qua nó có ý nghĩa quan trọng ghê. Hai bạn ngồi giao lưu tâm sự đi. Khi gặp em thì anh có nghĩ cái bạn gái nó có trùng với suy nghĩ của anh không? Có 90% luôn á, tôi làm chứng luôn á. Những cái gì mà Phúc muốn á là bạn bên đây có hết luôn á. Em thấy anh sao? Em thấy anh mặt anh cũng tròn chỉnh. Nói chung hình như em thấy cái mặt anh cũng gần giống cái mặt em á. Nó cũng tròn giống cái mặt em á. Thật sự thì hình như là chỉ hơi mập cái mặt thôi. Chứ còn những cái khác thì nó cũng vừa dặn rồi. Tại nãy anh nghe em nói là không thích người hơi mập, anh cũng sợ, anh lo. Mới nãy nghe anh nói anh mập như trái mít, em cũng lo. Anh Linh á. Ai nói mập đâu, nói bé bự thôi mà. Ông nói cũng tròn tròn như trái mít đó, làm nhỏ lo nè. Trái mít có chút xíu thôi mà. Trái mít là giờ nó lăn không chứ nó không có đi vậy. Rồi bây giờ quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào? Nếu mà mình quen nhau hợp bao nhiêu lâu em tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ là quen khoảng tầm 1 tới 2 năm rồi tiến tới hôn nhân. Nói chung nhà thì có ngoại á, cũng lớn tuổi rồi. Ngoại thì cháu cố ngoại thì chưa có ai á, giờ có mình anh lớn à. Ngoại cứ gặp là ngoại cứ hỏi chừng nào đám cưới con. Ừ, anh cũng giống em á, nói chung là bên ngoại thì em cũng lớn nhất, cũng nhà cũng hói có nhanh có bạn trai rồi để tiến tới hôn nhân á. Em có làm dâu được không? Em chỉ sợ là ba má chồng không chịu dâu thôi, chứ em thì em làm dâu được rồi. Ba má anh thì dễ lắm. Ba má dễ lắm à, em đừng có lo chuyện đó. Dạ. Vậy em sẽ hát một bài cho anh nghe nha. Rồi. Bài có tựa đề là Yêu. Yêu là vòng tay, là cùng nhau trong tay đi giữa con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, những phút giây thật tuyệt vời, là ngày anh bên em không chút ưu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên. Anh có muốn tặng em cái gì nữa không? Anh buồn quá. Tóm lại nãy giờ em giao lưu xong em nắm tay cô ấy, em cảm giác nó có truyền một cái ngọn lửa tình yêu dù đến với mình không? Dạ có. Tim em đập quá. Em có thích người con gái đối diện không? Dạ có. Em có mong muốn người con gái ấy về Tiền Giang không? Dạ rất muốn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành bấm nút, còn chuyện cô gái bấm hay không chúng ta chờ câu trả lời nhé. Dạ. Vâng, không biết là Phúc làm sao chứ thấy gì là nôn nao dữ lắm rồi đó. Chúng ta để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định. Đây, nút bấm đây. Sau 3 tiếng đếm, bấm nút là hẹn hò, bấm nút là cho nhau cơ hội để chúng ta tiến xa hơn trên con đường hạnh phúc. Chuẩn bị 1 2 3. Wow. Rồi, nắm tay đi. Chính thức hẹn hò rồi đó. Bây giờ mình xin phép bác ha, xin phép gia đình hai bên cho tụi con bắt đầu hẹn hò và tìm hiểu nhau, và con hứa sẽ như thế nào đó. Nói đi Phúc. Dạ con cũng xin phép gia đình bên bạn gái cho con được quen, chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho bạn. Rồi nói với bác kìa, nói vài câu với bác đi. Dạ thì hiện tại thì con cũng ưng ý khoảng 80% thôi, nhưng mà con nghĩ là trong tương lai chắc nó sẽ lên tới 100 á. Dạ. Dạ vâng. Rồi. Nào làm thủ tục nào bạn ơi, bạn Phúc ơi. Cho anh xin phép không em? Trời ơi. Mạnh mẽ lắm, dán tóc rồi á mới hung, chứ còn không có nhiều người rối á, cái hung qua tóc luôn rồi đâu có phải là hung đâu. Đúng rồi, hung qua tóc nó nhọt nó mũi dữ lắm. Chúc mừng các bạn. Dạ vâng. Rồi, chúc em hạnh phúc. Em trai là kinh doanh cái gì vậy? Ừ dạ, đúng rồi đó, đang tính hỏi. Hiện tại là em đang kinh doanh bên nhà nghỉ. Nhà nghỉ hả? Dạ. Vậy khỏe rồi. Có chủ nghỉ em rồi. Ơi, vậy là hai bạn này á Linh mà nếu mà có bấm nút á thì cái chuyện hẹn hò nó cũng đơn giản quá hả Linh á? Đúng rồi, đơn giản thôi. Tụi em rồi quen nhau chỉ trong vòng có 3 tháng à. Trời ơi. Rồi lấy nhau rồi 9 tháng sau bỏ. Dạ tại vì không cùng quan điểm, là tại vì vợ em thì không chịu lên thành phố này sống. Ta kêu em thì về quê lập nghiệp. Em thì tại vì em lập nghiệp ở trên đây. À, em có nhà nghỉ rồi về gì đúng không? Dạ. Rồi, mời em ngồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ là bạn trai với bạn gái đã có mặt trên sân khấu rồi. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau, hai bên cùng gọi là cảm nhận về nhau trước ha. Dạ. Mời bạn trai. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Và chào bạn gái bên kia. Em tên là Tô Cẩm Hiệp. Dạ. Em nhiêu tuổi rồi Hiệp? Dạ hiện tại là em 32. Em quê là ở Bạc Liêu, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại là em đang kinh doanh. Tên là gì? Tô Cẩm Hiệp. Tô Cẩm Hiệp hả? Dạ. Tưởng đâu Tô Cẩm Hồng chứ. Tô Cẩm Hiệp. Tô Cẩm Hiệp nha, Cẩm nha. Tô Cẩm Hiệp, 32 tuổi, làm nghề kinh doanh. Còn em? Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả, chào bạn trai bên kia. Em tên là Đào Thị Hồng Hiếu. Trong giấy em là sinh năm 90 nhưng mà tuổi thiệt em là 89. Hiện em là nhân viên y tế cho một công ty Đài Loan ạ. Tức là em là y tá. Không, em học y sĩ. Học y sĩ. Tức đó, là thua bác sĩ một cấp thôi đó. Dạ đúng rồi ạ. Em trai là kinh doanh cái gì vậy? Dạ. Đúng rồi đó, đang tính hỏi. Hiện tại là em đang kinh doanh bên nhà nghỉ. Nhà nghỉ hả? Dạ. Vậy khỏe rồi. cho có chủ nghĩ em rồi. Ơi em chút xíu cho anh Linh số điện thoại nha. Dạ nghỉ ở đâu vậy? Dạ ở gần bến xe miền Tây anh. Bến xe miền Tây anh hay đi về miền Tây lắm. Dạ. Hy vọng hôm nào mà kẹt xe ghé nhà nghỉ nghỉ bữa. Dạ được anh. Thôi. Vậy là hai bạn này á Linh mà hả? Nếu mà có bấm nút á thì cái chuyện hẹn hò nó cũng đơn giản quá hả Linh á? Đúng rồi, đơn giản thôi. Dạ nó cũng gần á cô. Gần mà lại dạ. đơn giản nữa, không phải đi công viên hẹn nhau cỏ. Ở nhà nghỉ. Dạ. Ủa, cần đi công ta nghĩ kỳ quá nó không có nhà nghỉ là nhà của anh mà. Đúng không? Em nói cho anh Linh với lại mọi người biết là cái điểm mạnh và điểm yếu của em đi. Ưu điểm của em là hòa đồng, có trách nhiệm với công việc, với gia đình. Khuyết điểm của em là hơi kỹ tính xíu. Chung em mà hơi bày hài quá thì em hơi khó chịu. Thì bởi vì em là y sĩ mà, đó là cái tính chất nghề nghiệp. Dạ. Cần phải sạch sẽ và kỹ tính, gọn gàng đúng không? Dạ. Bạn trai ơi. Dạ. Còn bạn thì sao? Dạ em là vui vẻ, hòa đồng và dễ tiếp xúc với mọi người. Còn mà nhược điểm của em á là nói nhiều. Nói nhiều hả? Nói nhiều hả? Nói nhiều đến mức nào? Giống như là chuyện nào vui thì em nói tới hoài. Không vậy vui mà, có gì đâu. Vui mà có lầy không anh? Cũng hơi xui em. Hai bạn nói về tình trường của mình đi. Dạ, em thì trải qua một mối tình. Cái được 2 năm mấy. Tại vì hai người đi chung một đoạn đường á. Mình cảm giác cái đoạn đường đó không phù hợp để hai người đi tiếp. Nên phải dừng lại. Dừng lại? Dạ. Bao lâu rồi em? Dạ, khoảng 1 năm rưỡi rồi. 1 năm rưỡi? Dạ. Bạn trai thì sao nè? Dạ, em cũng trải qua một mối tình. Là nó kéo dài bao lâu? Dạ, cái quan hệ nó khắng khích tới cỡ nào? Dạ, cuộc hôn nhân của em là kéo dài được 9 tháng chị. Ủa, tức là cái đó không phải là mối tình mà đó là cuộc hôn nhân rồi hả? Dạ. Là 9 tháng sau đó chia tay? Dạ. Ủa em là mối tình hay là lấy nhau rồi? Dạ, lấy nhau rồi. Trời đất ơi, lấy rồi hả? Dạ, em đã ly dị. Ly dị chưa? Ly dị rồi. Có giấy tờ không? Dạ, có. Rồi nãy em tưởng đâu là mối tình. Có cháu nào chưa? Dạ, chưa. Quen nhau bao nhiêu năm mà lấy nhau mới 9 tháng? Tụi em thì quen nhau chỉ trong vòng có 3 tháng à. Trời ơi. Rồi lấy nhau, rồi 9 tháng sau bỏ. Dạ tại vì không cùng quan điểm là tại vì dạ em thì không chịu lên thành phố này sống. Ta kêu em thì về quê lập nghiệp. Em thì tại vì em lập nghiệp ở trên đây. À, em có nhà nghỉ rồi về gì đúng không? Dạ. Em có e ngại về cái chuyện đó không? Dạ không, chị chủ yếu là cái người đó tính tình như thế nào thôi. Em có điểm mạnh điểm yếu gì không? Điểm mạnh của em là em chỉ là như là nấu ăn, kinh doanh, có tính cầu tiến. À, tính cầu tiến là tốt nhất đó nha. Dạ. Nhớ rằng ông phải có tính cầu tiến để có thể sau này mình có sự nghiệp, mình lo cho gia đình ha. Dạ, đúng rồi. Bây giờ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả Hiệp? Bạn nữ cao cho 1m55, biết nấu ăn. Gái ai cũng nấu ăn, cũng được ngon hay không thôi. Cái hình mẫu lý tưởng của em, em đặt kỳ vọng gì ở cái người bạn trai? Em thích cái người bạn bề ngoài có nét thư sinh xíu, biết chăm sóc, quan tâm, không phải là người vô tâm là được. Phải biết nhậu, phải biết nhậu. Ồ, phải biết nhậu nha bạn ơi, bạn biết nhậu không? Em không biết nhậu. Không biết nhậu hả? Vậy không biết mà tập nhậu được không? Không, nói chung là không biết nhậu được cũng không phải, mà chỉ uống được 1 lon là tỉnh rồi. Ồ, vậy đó hả? Tức là nhậu để 2 đứa cùng nhậu. Dạ. Hay là phải đi nhậu với người khác? Dạ không, tại vì gia đình bên ngoại em đó là tủ lượng vụ rất là cao. Sợ gì làm ghẻ không được. Trời đất ơi, người ta đi kiếm chồng, ta mong rằng chồng không có nhậu. Tự nhiên đi kiếm chồng mà chồng phải biết nhậu. Biết nhậu nhưng mà phải nhậu có lúc chứ không phải là biết nhậu là ngày nào biết cũng nhậu. Rồi từ từ nó ghiền xong rồi nó vô nó lầy luôn em ơi. Dạ. Rồi nhậu rồi ghét ghiền rồi sao em? Thì đó, sợ vậy thôi. Rồi lúc đó là em nói là anh nhậu quá em bỏ anh để là chết nữa. Vậy đâu có đâu. Thôi thì coi bên coi đi, đáp ứng được nhu cầu của em hay không. Quản lý nhà nghỉ mà Dân có muốn vô nhà nghỉ không? Ủa Linh ơi, ủa Linh thích vậy lắm hả? Ừ, gần nhà nghỉ Linh nghỉ à. Vậy hả? Giá nhiêu phòng cưng? Trời, anh là ở miễn phí. Trời ơi, thấy chưa? Chút đi cái giá miễn phí liền. Dạ. Đó, bởi chị mới nói là em đưa số điện thoại cho anh Linh. Đưa cho anh. Anh hay đi quay đây đó xong mệt ghé vô nhà nghỉ mình ngủ chút. Cho tôi ngó bên đằng trai. Ngó đi, ngó đi. Cho gì? Nãy giờ khi mà bạn đó tâm sự thì em thấy là em chiếm khoảng bao nhiêu % cái yêu cầu của bạn? Nói chung là nhậu thì em không biết, còn như là vô tâm thì không có vô tâm. Hôm nay em đi với ai vậy? Dạ em đi với má nuôi và bạn thân của em. Chào má nuôi. Má nuôi có ý kiến đi. Tôi là má của Hiệp, là má nó được 10 mấy năm rồi, thì nó rất là lo làm ăn. Con đừng lo, thằng Hiệp nó giỏi lắm. Bây giờ nó có cơ ngơi ở thành phố rồi, nó làm quảng cáo này kia, nhà cửa thì có ở dưới quê á. nhà cửa khang trang ở dưới quê là rồi, cũng cảm ơn má nuôi thuê nhiều. Cái nhà làm nhà nghỉ đúng không? Dạ. Vậy cũng tốt rồi đó, quan trọng là nỗ lực của mình thôi. Rồi, dạ em đi với cô ruột của em. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, em chào bên nhà trai, chào cháu trai. Cô thấy chàng trai bên đây thì cũng thư sinh giống như yêu cầu của con đó. Thế thì cô cũng mong rằng hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ, xin anh. Rồi, cảm ơn nhà gái. Cảm ơn nhà trai. Bây giờ Hồng Vân ơi, Hồng Vân ơi, giờ bà mối Hồng Vân mở rào đi nha. Trời ơi, Linh thì còn mềm mại đó. Mở rào. Bắt đầu đi cẩm hiệp. Dạ, chào anh. Anh tặng em một bó hoa và một chai nước hoa. Dạ rồi, cảm ơn anh. Đâu bây giờ em mở từ từ quà ra. Là em tặng cái gì Hiệp? Chai nước hoa mùi gì ra làm sao để cho coi có đúng gu của bạn gái không? Dạ em dễ tính lắm chị, nó thơm là được hả? Vậy á. Dạ anh tặng chai nước hoa Gucci à chị? À dạ, Gucci rồi, đúng rồi ha. Dạ rồi, dạ em cũng rồi, bây giờ tới đưa cho Hiệp, Hiệp mở quà ra. À, đây là cái lò handmade em tự làm ha. Nó liên quan tới nghề nghiệp của em luôn. Với tặng anh cuốn sách, em không thích đọc sách nhưng mà em muốn người bạn đi cùng em á là thích đọc sách để đọc nghe thôi. Anh cảm ơn. Anh có thể mở ra. Hình trái tim. Hình trái tim giống như là muốn thật sự là tìm một người để em giao trái tim lại cho người đó. Mà trái tim đó là trái tim trinh trắng đó đúng không? Dạ. Là tại vì em muốn giao một trái tim trinh trắng cho bạn đó để tô lên màu đỏ, đừng tô màu đen là được. Trái tim em làm đó hả? Dạ tự em làm. Làm lâu chưa? Dạ em khi mà chương trình thông báo thì em đã bắt đầu làm. Làm rất là đau tay nhưng mà cố gắng làm để cho đẹp. Tại vì em cũng không có giỏi nhiều thẩm mỹ lắm nhưng mà em cố tình và cố ý để làm thật là đẹp. Đó là sự chỉnh chu trước khi gặp cuộc gặp này đó. Chúng ta phải cảm ơn cái điều đó ha. Nhưng mà Linh để ý cái trái tim là toàn bằng dây ống nhựa đó. Ống nước biển á. Ống nước biển đúng không? Dạ ống nước biển. Mấy chục năm mình mới gặp nhau đó. Anh về cho em chứ đó. Mình cảm nhận về nhau đi. Anh có hay về Tiền Giang không? Tại quê em ở Tiền Giang á. Huyện nào? Em thì ở thị xã Cai Lậy nhưng mà hiện thì đang làm việc ở khu công nghiệp Tân Hương của huyện Châu Thành. Trước khi về Bạc Liêu thì đi qua Cai Lậy đó em. Đúng rồi. Bạc Liêu thì xuống dưới là chắc không bị thiếu canxi đâu ha. Tại vì ăn hải sản không à. Em thì cũng thích ăn hải sản lắm nhưng mà không biết có dịp nào để gì dưới để ăn hay không thôi. Thì sau chương trình này thì anh và em đều bấm nút với nhau thì anh sẽ cho em một cái thời gian nhất định là mình sẽ về quê anh chơi. Nếu mà anh với em quen nhau á thì khoảng một tuần anh có thể sắp xếp gặp em được bao nhiêu lần? Nếu em ở Tiền Giang thì một tuần có thể anh gặp em được 2 lần. Thí dụ như em không có lên Sài Gòn được á thì anh chạy về dưới anh có thấy ngại không? Không, nếu mà tại vì từ đây đi về Tiền Giang nó rất là gần, chỉ có 1 tiếng mấy à. Thì em nằm giáp danh với thành phố Tân An luôn. Qua cây cầu là tới bên gần mà em. Dạ đúng rồi. Vậy đó là khoảng 45 phút là 45 phút. Dự định là khi nào mình lập gia đình tiếp không? Thì anh định là nếu mà quen được thì cuối năm. Cuối năm hả? Anh tuổi gì anh hả? Anh tuổi Thìn. Tuổi Thìn hả? Em tuổi Tỵ đúng không? Đúng rồi. Vậy là tụi mình là gồng gắn lên mây đó em. Vậy em xin hát bạn gái bản Hai Lúa Cầu Hôn. Cho anh xin được nắm tay em ạ. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, anh và em cùng thưa tia má. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, anh sẽ là chàng gái chung tình. Nói mai em không yêu hay là em chết anh hai lúa. Nói mai em không yêu hay là em chết anh quá khờ. Thôi được rồi. Ông vô cũng rất là sốc mà ông kết cũng rất là ngang ngược luôn á. Bài nào gì lạ vậy trời. Dạ em xin làm tặng bài thơ này là tự em sáng tác rồi, có gì không hay thì anh bỏ qua ha. Chương trình bạn muốn hẹn hò chung tay góp sức, bao người nên duyên, từ Nam ra Bắc vào Trung, cho dù trong nước hay là nơi xa. Một khi đến với chương trình, bước đi chỉ một khi về là hai. Hôm nay em đến ghép đôi, tìm cho cha mẹ một chàng ghẻ ngoan, đã biết trời tạo duyên. Còn đây để rung quá hồi hộp quá phải không? Cái anh đó anh nhìn xoáy vào trong đôi mắt nhỏ sao mà nhỏ không rung được trời ạ. Còn đây nợ đôi ta tạo thành Trên hết. Rồi. Đó, mong bây chàng giờ... rễ hiền đó, rễ hiền để ngoan. Bây giờ đó. Chúng ta mỗi người có 30 giây để nói lên cái suy nghĩ của mình, tận đáy lòng của mình với người đối diện. Bắt đầu đi Hiệp. Anh cũng mong là anh và em sau chương trình này mình sẽ có một chuyến về quê em và về quê anh. Chúng ta cùng đi thôi. Em cũng muốn cho hai đứa một cơ hội tìm hiểu. Nếu mà phải duyên phải nợ thì ao đành chịu. Phải duyên phải nợ mình kết cầu cha, kết chầu cao đúng không em? Dạ rồi. Hết thời gian. Phải duyên rồi. Chồng vợ ha. Ngàn phải năm duyên em vẫn chờ là ta bấm liền đó vậy đó. Thôi, chuẩn bị. Chúng ta quyết định bằng 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi. Bây giờ á, chắc chắn rằng gia đình của cô gái đang xem. Và em hãy nói điều gì đi. Xin phép là gia đình cùng với mẹ nuôi của em, cùng với gia đình của em Bạc Liêu cho tụi con chính thức hẹn hò với nhau. Và con hứa cái gì đó? Con xin phép cô là con cho con được quen em, là con sẽ hứa là sẽ quan tâm và chăm sóc em nhiều hơn. Dạ con cảm ơn. Tụi con cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Nếu phải duyên phải nợ thì tụi con sẽ đến tiến xa hơn cô ha. Chứ làm thủ tục hôn nhau cơ nè. Nãy giờ là nó nôn cái vụ này lắm đó. Ông đừng có quên của nó thôi. Ông làm đi. Đó, tự động đi, chủ động đi nè coi nè. Đâu mô này anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má. Ai lần hai. Anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má là sao? Chưa. Phọt ra ngay một bài thơ rất là đáng yêu. Chưa bao giờ hôn má ai. Em ơi, anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má ai. Dễ thương lắm. Bây giờ hôn má em. Dạ. Một cô gái rất là thông minh nha. Dạ. Anh nghĩ rằng đây là một cô gái có thể hỗ trợ và chia sẻ với em tất cả mọi lúc mọi nơi ha. Hãy nuôi dưỡng tình yêu này lớn lên em nha. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống YAKIO trên toàn quốc. YAKIO là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến 2 bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc và chúc hai bạn thật sớm thông báo tin vui chúng tôi nhé. Dạ, em cảm ơn anh chị ạ. Hãy nắm tay nhau. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, bước với nhau bước. Cứ với em là anh đi mãi con đường. Dễ thương lắm. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò. Chúc cho họ sẽ sớm ở chung một nhà. Tự nhiên tôi thấy làm như tôi với ông bây giờ lên tay quá đi. Lên lắm đúng không? Dường như tất cả các cặp đôi họ cảm thấy họ tin tưởng vô cái sự mai mối của mình hay sao á. Mình may mắn đó mình. Bởi vậy không phải cái trách nhiệm nó lớn quá, xúc hết mồ hôi luôn nè Linh. Thật sự luôn á. Rồi, cứ mỗi tháng trôi qua chúng tôi rất là vui khi nhận được một thiệp cưới nào đó. Và hy vọng ngày hôm nay chúng tôi vẫn đang chờ những cái thiệp cưới tới ha.